Arsenal khó mua sau Dortmund. Tờ DW của Đức tiết lộ, Dortmund sẵn sàng cung cấp cho Julian Brandt một mức lương khủng trong hợp đồng mới để thuyết phục cầu thủ này gia hạn hợp đồng. Brandt đang có phong độ cao trong mùa này và thu hút sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ lớn tại châu Âu như Arsenal hay Tottenham. Trong đó, Arsenal đã cử người tiếp cận Brandt để thuyết phục anh từ chối gia hạn với Dortmund và chuyển sang thi đấu cho pháo thủ từ mùa sau. Tiền vệ người Đức là một cầu thủ đa năng, anh có thể đá số 10 như Odegaard, cũng có thể chơi tốt ở hai cánh. Hợp đồng của Brandt với Dortmund chỉ còn thời hạn đến năm 2024 và nếu không thể gia hạn, Dortmund sẽ phải cân nhắc bán ngôi sao để tránh bị mất trắng. Mặc dù vậy, đội chủ sân Signal Iduna Park vẫn tin tưởng có thể thuyết phục Brandt bằng một mức lương cao. Inter báo giá mục tiêu của Arsenal. Thời điểm hiện tại, Arsenal vẫn đang liên hệ với hậu vệ Ivan Fresneda, người đang gây ấn tượng trong máu của Real Valladolid. Có điều, kinh nghiệm của cầu thủ này là một trở ngại lớn khi đến với Arsenal và huấn luyện viên Mikel Arteta được cho là đang để mắt đến cái tên Denzel Dumfries. Được biết, những khó khăn về mặt tài chính khiến cho Inter Milan có thể bán đi Dumfries. Inter xem mức giá 40-50 triệu bảng cho hậu vệ người Hà Lan là hợp lý. Con số này đã được giảm đi đôi chút sau khi Inter giao bán Dumfries ở mốc 60 triệu bảng vào tháng giêng. Ngoài Arsenal, Man United cũng rất muốn sở hữu chữ ký của Dumfries để thay thế cho Aaron Wan-Bissaka, cầu thủ nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford trong mùa hè tới. Chưa rõ tương lai của Kieran Tierney tại Arsenal. Theo tiết lộ từ nhà báo Ben Jacobs, tương lai của vệ Tierney tại Arsenal vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Cựu sao Celtic mới đây đã chủ động tìm gặp huấn luyện viên Arteta để trao đổi về tình hình của anh và tìm hiểu kế hoạch của đội bóng dành cho mình. Trong buổi thảo luận kéo dài hơn một giờ đó, Arteta đã động viên Tierney hãy tập luyện chăm chỉ và chứng minh mình đủ sức cạnh tranh một vị trí bên hành lang cánh trái với Zinchenko. Tuy vậy, không loại trừ trường hợp Tierney sẽ rời pháo thủ vào tháng 6 tới để đảm bảo thời gian chơi bóng. Trong trường hợp đó, Arsenal mong muốn thu về con số từ 35-40 triệu bảng. Theo các báo cáo, đội bóng quan tâm nhất đến Tierney lúc này là Newcastle United. Arsenal gia nhập cuộc đua giành cỗ máy tắc bóng Premier League. Theo nguồn tin từ cầu, Arsenal muốn tăng cường thêm chiều sâu cho tuyến giữa với mục tiêu mới nhất mang tên Juan Pahinha. Cầu thủ người Bồ Đào Nha mới chuyển đến Fulham từ Sporting Lisbon vào kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, nhưng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ bằng khả năng tắc bóng chính xác và tranh chấp ấn tượng. Tuy nhiên, không chỉ của Arsenal, thời gian qua xuất hiện khá nhiều nguồn tin cho rằng Manchester United, Newcastle hay Liverpool đều muốn mở đàm phán chiêu mộ Pahinha vào mùa hè này. Hiện tại, cầu thủ 27 tuổi đang được Transfermarkt định giá khoảng 28 triệu euro và hợp đồng của anh còn thời hạn với Fulham tới tận năm 2027. Arsenal chuẩn bị gia hạn hợp đồng với trụ cột. The Sun Sport tiết lộ, Arsenal đang tiến hành đàm phán với người đại diện của Granit Xhaka để kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa với tiền vệ người Thụy Sĩ. Huấn luyện viên Mikel Arteta và ban huấn luyện pháo thủ rất hài lòng với bản trình diễn của Xhaka. Họ muốn cầu thủ người Thụy Sĩ tiếp tục gắn bó với pháo thủ khi anh vẫn giữ một vai trò cực kỳ quan trọng về chuyên môn lẫn tinh thần với câu lạc bộ. Hợp đồng hiện tại của Xhaka vẫn còn thời hạn tới năm 2024 và hợp đồng mới sẽ giúp anh gắn bó với Arsenal đến năm 32 tuổi. Arsenal ngó lơ chữ ký không đồng. Chia sẻ với tờ Keep Me Sport, nhà báo Dean Jones tiết lộ Arsenal không còn hứng thú với tiền vệ Julian Telemans của Leicester. Cầu thủ người Bỉ sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa này và chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên sẽ gia hạn. Điều này có nghĩa là Telemans sẽ trở thành cầu thủ tự do, nhưng Arsenal lại chưa có bất kỳ động thái nào để tiếp cận tiền vệ người Bỉ. Trước đó, đội chủ sân Emirates từng dành nhiều công sức để theo đuổi Telemans nhưng không thành công. Việc Leicester hét giá ngôi sao cao bất thường đã khiến cho Arsenal quyết định rút lui khỏi thương vụ này. Thay vào đó, họ quyết định mua Jorginho và tiếp tục hướng đến các mục tiêu chất lượng hơn như Declan Rice hay Milinkovic-Savic. Arsenal báo giá ngôi sao tuổi tin. Theo thông tin từ nhà báo Ben Jacobs, mặc dù rất muốn mua đứt tiền đạo Folarin Balogun, nhưng câu lạc bộ Reims đã nhận thức được rằng việc làm này là không thể. Balogun sẽ trở lại Arsenal vào cuối mùa và đôi bên sẽ trao đổi kỹ càng hơn về tương lai của anh trong mùa hè năm nay. Hiện tại, Balogun đang thu hút được sự chú ý của nhiều câu lạc bộ lớn như Leeds United, AC Milan, Marseille hay Borussia Mönchengladbach. Bên cạnh đó, nhà báo Dean Jones cũng tiết lộ rằng Arsenal muốn thu về khoản phí lớn nhất có thể nếu phải bán đi sao mai của mình, tối thiểu là 50 triệu bảng. Hiện tại, Balogun đang xếp thứ 3 trong danh sách vua phá lưới tại Ligue 1 mùa này với 16 pha lập công, chỉ kém Jonathan David và Kylian Mbappe cùng có 19 bàn. Mikel Arteta là huấn luyện viên xuất sắc nhất lịch sử Arsenal.
Với việc Arsenal đánh bại Fulham vào cuối tuần vừa qua, huấn luyện viên Mikel Arteta đã vượt qua giáo sư Arsene Wenger để trở thành nhà cầm quân có tỷ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử pháo thủ. Theo thống kê, trận thắng Fulham đánh dấu chiến thắng thứ 100 của huấn luyện viên Mikel Arteta trên cương vị là huấn luyện viên trưởng của đội chủ sân Emirates. Theo trang web chính thức của Arsenal, ông thầy người Tây Ban Nha đã đạt được thành tích này chỉ sau 168 trận đấu với tỷ lệ thắng là 59,52%. Arteta đã đi vào lịch sử Arsenal với tư cách là huấn luyện viên có tỷ lệ chiến thắng cao nhất, khi xác suất chiến thắng của Arteta cao hơn với con số 57,98% của cựu huấn luyện viên Arsene Wenger. Tuy nhiên, điều đáng nói là kỷ lục của Wenger kéo dài hơn 22 năm với 1.235 trận đấu. Nói về việc cán mốc 100 trận thắng với tư cách là huấn luyện viên của Arsenal, Arteta cho hay: "Thật tuyệt vời, chúng tôi phải tiếp tục làm như vậy. Tôi rất vui khi làm được điều đó. Đội bóng đang chơi tốt nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện. Trong đội có rất nhiều cầu thủ đóng góp to lớn và đặc biệt là sự hỗ trợ từ người hâm mộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng." Saka lên tiếng vì bị phạm lỗi quá nhiều. Bukayo Saka hiện đã có 19 lần đóng góp bàn thắng sau 27 trận cho Arsenal trong mùa giải năm nay. Nhưng sự phát triển nhanh chóng đó cũng khiến anh bị các hậu vệ đối phương chăm sóc đặc biệt hơn. Ở cuộc chạm trán với Aston Villa cách đây vài tuần, Saka thậm chí đã không thể giữ được bình tĩnh khi bị đối thủ phạm lỗi liên tục. Mặc dù vậy, ngôi sao 21 tuổi vẫn tỏ ra không mấy e ngại về vấn đề này. Anh cho hay: "Mọi người dần biết đến tôi nhiều hơn, tôi chơi bóng nhiều hơn ở các cấp độ cao hơn, nên họ sẽ nắm rõ lối chơi của tôi. Vì vậy, họ sẽ lập kế hoạch để ngăn chặn tôi. Tất nhiên rồi, tôi sẽ bị phạm lỗi và những thứ tương tự như thế. Đó là điều bình thường đối với hầu hết các cầu thủ chạy cánh. Tôi chỉ cần tiếp tục thích nghi, học cách chơi 1-1, 2-1, 3-1 hoặc trong bất kể tình huống dây bóng nào." Arsenal bổ nhiệm lại hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị câu lạc bộ Arsenal vừa thông báo về việc thay đổi các chức vụ quan trọng ở câu lạc bộ. Cụ thể, hai cha con tỷ phú Stan Kroenke và George Kroenke sẽ giữ chức vụ đồng chủ tịch câu lạc bộ Arsenal. Giám đốc Tim Lewis được bổ nhiệm vào vị trí phó chủ tịch điều hành. Tập đoàn Sports and Entertainment đã cam kết sẽ xây dựng và phát triển bóng đá lâu dài. Họ cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thông báo về sự thay đổi ở câu lạc bộ sau khi mọi người đã cùng nhau vượt qua giai đoạn đại dịch đầy khó khăn. Huyền thoại Arsenal dự đoán cục diện top 4. Huyền thoại Arsenal, Ian Wright, mới đây đã đưa ra lựa chọn về top 4 ở Ngoại hạng Anh mùa này. Theo ông thì Tottenham sẽ kết thúc mùa giải trong nhóm 4 đội bóng dẫn đầu. Wright cho hay: "Tôi nghĩ rằng 3 vị trí đầu tiên khó thoát khỏi tay của Arsenal, Man City và MU. Vị trí thứ 4 sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Tottenham, Newcastle và Liverpool. Tôi nghĩ Tottenham sẽ ổn vì đơn giản họ có Harry Kane. Bạn nhìn vào Newcastle, họ đang bỏ lỡ cơ hội và bạn không thể tin tưởng vào họ. Tương tự, bạn cũng không thể tin tưởng vào Liverpool. Đội bóng của Klopp luôn mang đến cơ hội giành điểm cho các đối thủ của mình ở mùa này." Cựu pháo thủ cho rằng Trossard đủ tầm đá cho Man City. Theo quan điểm đến thì cựu danh thủ Paul Merson, Leandro Trossard thực sự là một cầu thủ giỏi và hoàn toàn đủ sức chơi bóng cho Manchester City. Tờ Team Talk dẫn lời huyền thoại của pháo thủ: "Leandro Trossard có thể chơi bóng cho Man City. Đó là một bản hợp đồng không thể tin được với giá 27 triệu bảng. Khi người đại diện nói với Trossard rằng cậu ấy sẽ đến Arsenal với mức phí đó, cậu ấy hẳn đã nghĩ, đó có phải là tất cả những gì tôi đang ra không? Trossard đủ sức góp mặt trong đội hình Man City vì cậu ấy thật giỏi. Arsenal chơi bóng như Man City. Nếu bạn cho họ mặc một bộ áo đấu màu xanh nhạt, bạn sẽ nghĩ họ là đội bóng của Pep." Cựu tiền đạo Tam Sư tin rằng Arsenal sẽ vô địch Ngoại hạng Anh. Sau trận thắng thuyết phục của Arsenal trước Fulham, cựu tiền đạo Aston Villa Gabriel và Abon Lahore thừa nhận rằng pháo thủ sẽ lên ngôi vào cuối mùa. Anh cho hay: "Không giống như những mùa giải gần đây, Arsenal bây giờ có sự khác biệt lớn. Họ có thể có 2 bàn trong 8 phút bù giờ trước Aston Villa, sau đó ấn định chiến thắng trước Bournemouth ở phút 90+7. Arsenal đã chơi thực sự tốt ở mùa giải năm nay và nếu tiếp tục duy trì được sự ổn định, tôi nghĩ họ sẽ giành được chức vô địch." Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.